sau 50 tuổi, biết ăn thứ này sẽ sống rất thọ, trẻ đẹp như gái 20 tuổi, tốt gấp vạn lần nhân sâm thuốc bổ. Quý vị và các bạn thân mến, sống thọ là chuyện mà tất cả mọi người đều mong muốn, nhưng khoảng cách giữa sự dài ngắn của tuổi thọ lại có cách biệt rất lớn. Có những người đã chết khi vẫn còn chỉ là một đứa trẻ, nhưng có những người lại sống thọ đến hơn 100 tuổi. Điều mà chúng ta luôn muốn biết đó là làm thế nào mới có thể sống trường thọ. Trong nhân tướng học, người ta cho rằng những người dái tai dài sẽ sống thọ. Khi xem chỉ tay, người ta lại cho rằng đường sinh mệnh thô thì sẽ sống thọ. Tây y cho rằng có bệnh mà đến bệnh viện để khám chữa thì sẽ trường thọ. Còn đông y lại cho rằng nếu con người nạp đủ chất dinh dưỡng, biết bảo vệ cơ thể thì sẽ sống rất thọ. Tóm lại là quan điểm của mỗi người, mỗi trường phái đều khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là mọi người đều muốn trường thọ. Vậy thì sau độ tuổi 50, làm thế nào để sống thọ? Có thể nói, họa hay phúc đều từ miệng mà ra. Từ xưa đến nay, có một bí mật rằng đến sau 50 tuổi, biết ăn thứ này sẽ sống rất thọ. Vậy thì đó là gì? Nếu như tò mò thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay, quý vị nhé! Sau 50 tuổi, biết ăn thứ này sẽ sống rất thọ, trẻ đẹp như gái 20, tốt gấp vạn lần nhân sâm thuốc bổ. Thứ nhất, các loại rau giàu chất xơ như rau cải, súp lơ, rau chân vịt và đậu đũa. Sau tuổi 50, phụ nữ thường đối mặt với các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, trướng bụng và dễ táo bón. Trong khi đó, rau có nhiều chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, rất giàu chất xơ mang lại lợi ích cho việc thúc đẩy nhu động ruột, kích thích đại tiện và cực kỳ có lợi cho tiêu hóa. Phụ nữ ăn nhiều rau cũng là một cách để đổi bổ cho ruột. Trong đó, các loại rau tốt nhất cho phụ nữ bao gồm rau cải, súp lơ, rau chân vịt, đậu đũa, cải thảo và mướp đắng. 2. Thịt cá giàu axit béo không bão hòa như cá hồi và cá ngừ. Chất béo không bão hòa là loại chất béo có khả năng làm giảm cholesterol xấu, vì thế nó rất tốt với cơ thể. Có hai loại chất béo không bão hòa tốt, đó là omega 3 và EPA. Loại chất béo này có thể giúp giảm hàm lượng cholesterol và chất béo trung tính trong mạch máu, rất có lợi cho người trung niên và người cao tuổi để ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ. Cá biển như cá hồi, cá ngừ có chứa nhiều chất béo không bão hòa nhất. Ngoài ra, chúng cũng có chứa DHA, một chất có lợi cho việc duy trì sức khỏe của não bộ. 3. Các loại hạt giàu khoáng chất như hạt điều, hạnh nhân, óc chó và đậu đen. Các loại hạt như hạt điều, hạnh nhân, óc chó, đậu đen và đậu xanh đều rất tốt cho sức khỏe. Lý do là vì chúng rất giàu protein, chất xơ và chất chống oxy hóa, cũng như các khoáng chất giúp ngăn ngừa và chống lại nhiều bệnh tật như bệnh tim, cao huyết áp, viêm nhiễm, bệnh tiểu đường, mỡ nội tạng, thậm chí phòng ngừa một số bệnh ung thư. Cách ăn uống để làm chậm sự lão hóa rất đơn giản. Các chuyên gia đã đưa ra các trọng điểm về phương diện ăn uống để giúp làm chậm sự lão hóa. Thứ nhất, mỗi bữa ăn đều rất quan trọng. Chúng ta cần phải ăn cả thịt đỏ lẫn thịt trắng, nhưng nên ăn với một lượng hợp lý. Những người tóc đã bạc thường cơ thể rất dễ thiếu dinh dưỡng. Nếu ăn thiếu một bữa sẽ khiến cho xương, các cơ quan bị suy nhược, mất sức. Tuổi càng cao, lượng thức ăn nạp vào cơ thể càng ít. Lúc này chúng ta càng cần phải chú ý đến việc cơ thể có hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng hay không. Có người đã nói rằng ăn thịt gia súc không bằng ăn thịt gia cầm, ăn thịt gia cầm không tốt bằng ăn cá. Đây là một câu nói vô cùng đúng đắn. Thông thường, thức ăn chính của người cao tuổi là cá, trứng, sữa, kèm theo đó và một chút thịt. Mỗi ngày, người già nên ăn khoảng 50g thịt đỏ là hợp lý nhất. Những người già có cường độ vận động cao thì có thể ăn nhiều hơn một chút, thường là khoảng 75g. Những người mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, máu nhiễm mỡ nên hạn chế ăn thịt đỏ. Mỗi tuần chỉ nên ăn từ 1 đến 2 lần, mỗi lần không quá 50g. Thịt cá là loại tốt nhất trong tất cả các loại thịt, bởi loại thịt này rất mềm nên cơ thể sẽ dễ tiêu hóa chúng hơn là thịt gia cầm và gia súc. Đồng thời, hàm lượng chất béo trong thịt cá rất thấp, do đó chúng sẽ không gây nên các bệnh liên quan đến tim mạch và não. Thường xuyên ăn cá còn có tác dụng bổ não. Do vậy, trong tất cả các loại thịt thì tôi khuyên bạn nên ăn nhiều cá. 2. Phân bố đều lượng thức ăn của 3 bữa. Việc phân bố đều lượng thức ăn cho 3 bữa có thể giúp cho việc hợp thành protein của gan được ổn định, khiến cho quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách thuận lợi.
3. Trong việc lựa chọn thức ăn, bạn nên chọn những loại protein động vật và các loại thức ăn có khả năng chống oxy hóa cao. Những thực phẩm protein động vật có chứa các axit amin. Đây là loại chất rất cần thiết cho cơ thể. Do đó tôi khuyên mọi người nên ăn nhiều hơn các loại thực phẩm đa dạng này hơn tiêu chuẩn ăn uống tham khảo của thế giới một chút. Các loại thức ăn có khả năng chống oxy hóa có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, làm giảm tốc độ lão hóa. 4. Không nên chỉ chọn ăn những loại thức ăn mềm. Khả năng nhai nuốt thức ăn phản ánh mức độ lão hóa của cơ thể. Để duy trì được khả năng nhai nuốt của mình, tôi khuyên các bạn nên chọn những loại thức ăn phù hợp. Mỗi một lần cho thức ăn vào miệng, hãy nhai nuốt một cách chậm rãi. 5. Duy trì đảm bảo khoang miệng được sạch sẽ. Cách nửa năm, nên đến nha khoa để khám một lần, kiểm tra răng, rửa răng để đảm bảo khoang miệng của bạn được sạch sẽ, để từ đó giúp cho cơ thể duy trì khả năng nhai nuốt, giảm thiểu được nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và não. 6. Mỗi tuần nên đi ăn ngoài mấy lần. Đương nhiên tôi luôn khuyên mọi người ăn cơm tại gia đình, nhưng chúng ta cũng không nên nghĩ rằng tất cả các loại thức ăn bên ngoài đều có độc. Sau 50 tuổi, ngược lại chúng tôi khuyên mọi người nên tích cực tạo ra cảm giác thèm ăn cho bản thân. Kể cả là chỉ có một mình bạn, cũng có thể đến nhà hàng khác nhau để dùng bữa, thử các mùi vị khác nhau. Mỗi tuần đến đây một lần, mặc bộ quần áo mà mình thích, đưa ra những người bạn của mình đến đây, mọi người tụ họp để hưởng thụ tuổi trẻ một lần nữa. 7. Nên ninh hầm thức ăn và hạn chế xào. Tổng các phương thức chế biến lý tưởng bao gồm hấp, xào, ninh, hầm, thì hầm và ninh là phương pháp lý tưởng nhất cho những người trung và cao tuổi. Hầm là cách nấu mà không dầu, trực tiếp bỏ thịt vào nồi, sau đó cho thêm một lượng nước lạnh vừa đủ để luộc. Khả năng nhai nuốt ở người cao tuổi đều đã giảm đi đáng kể, nhưng thịt hầm lại rất tươi và mềm, do đó rất thích hợp với thói quen ăn uống của người già. 8. Những lúc bị bệnh nên hạn chế ăn thịt. Nguyên nhân mà người cao tuổi cần ăn thịt đó là trong thịt có nhiều protein chất lượng cao, nhưng loại chất này lại không thích hợp với những người mắc bệnh huyết áp cao cấp tính. Sự trao đổi protein chất lượng cao của con người sẽ sản sinh ra ure. Loại chất này cần phải thông qua nước tiểu để thải ra ngoài. Do đó vô hình chung đã làm tăng sức ép lên thận. Vậy nên những người bị viêm thận tuyệt đối không nên ăn các loại thức ăn có chứa nhiều protein. Khi người già bị mắc bệnh cảm cúm thì không nên ăn thịt gà, nếu không bệnh tình sẽ càng kéo dài hơn. Bởi vì khi bị cảm, hầu hết mọi người sẽ xuất hiện triệu chứng sốt, nhiều đờm hoặc là ho, mà thịt gà sẽ làm nặng thêm các triệu chứng này. Những người bị cảm cúm càng không nên ăn những loại chế phẩm từ thịt có chứa nhiều nhiệt lượng, ví dụ như thịt dê. Ngoài 50 tuổi, nếu cơ thể vẫn còn 3 đặc điểm này thì thường sống lâu và trẻ hơn tuổi thật. Thứ nhất, vẫn có chất lượng giấc ngủ tốt. Nhiều phụ nữ bước đến tuổi mãn kinh thường bị suy giảm chất lượng giấc ngủ. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, làm giảm sức đề kháng. Một giấc ngủ ngon là khi bạn ít mơ, ít thức dậy vào ban đêm và ngủ sâu giấc đến tận sáng hôm sau. Để có được điều này, bạn có thể thường ngâm chân trước khi đi ngủ hoặc vận động nhẹ nhàng trước khi ngủ. 2. Không béo bụng, thân hình vẫn thon gọn. Thời kỳ mãn kinh từ 45 đến 55 tuổi là thời điểm phụ nữ dễ tăng cân nhất trong cuộc đời do nồng độ estrogen trong cơ thể đã giảm, khiến cơ bắp giảm nhưng lượng mỡ vẫn tăng lên. Béo bụng có thể làm tăng mỡ máu, tăng huyết áp. Do đó, phụ nữ sau độ tuổi 50 mà vẫn có thân hình thon gọn thì cũng giảm thiểu được nguy cơ mắc rất nhiều căn bệnh mãn tính nguy hiểm. 3. Da vẫn còn căng bóng. Sau 50 tuổi, nếu phụ nữ vẫn có làn da mịn màng và đàn hồi, chứng tỏ chức năng trong cơ thể vẫn hoạt động rất tốt. Nếu phụ nữ mãn kinh không nhanh chóng thay đổi thói quen ăn uống thì việc thừa năng lượng hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ cần các chất độc trong cơ thể được đào thải ra ngoài thì tự nhiên cơ thể sẽ khỏe mạnh. 4. Răng chắc khỏe. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng thận quản lý xương và răng là phần còn lại của xương. Nói cách khác, răng là một bộ phận của xương và tương đồng với xương, nên răng cũng dựa vào tinh khí của thận để được nuôi dưỡng. Nếu tinh khí của thận đủ thì răng sẽ chắc khỏe và hoàn chỉnh. Nếu tinh khí của thận không tốt và cơ thể mệt mỏi thì răng sẽ lung lay, thậm chí là rụng. 5. Lông mày dài. Y học Trung Quốc tin rằng lông mày có liên quan mật thiết đến lá lách và dạ dày. Người lông mày dài chứng minh lá lách và dạ dày tốt, khả năng tiêu hóa ổn định, khí huyết tràn đầy.
Nhìn chung, lông mày dài là dấu hiệu sức khỏe tốt, đặc biệt là ở những người cao tuổi. Cụ thể, trên tuổi 50, lông mày vẫn dài, chứng tỏ chức năng thể chất của người đó rất tốt. 6. Có thói quen ăn nhạt. Một ông cụ 103 tuổi đã cho biết thói quen hàng ngày của mình: "Tôi luôn giữ thói quen ăn nhạt. Mỗi bữa tôi thường không ăn quá nhiều và cố gắng không ăn thức ăn thừa. Tôi rất hạn chế ăn thực phẩm chứa nhiều chất béo và mỗi bữa chỉ ăn 1 đến 2 miếng mỡ." Các chuyên gia cho biết 90% các bệnh như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp là do chế độ ăn uống. Vì vậy, chế độ ăn uống hàng ngày cần hợp lý và tránh nạp quá nhiều muối. Ăn càng thanh đạm thì lão hóa càng nghiêm trọng. Nguyên nhân là do sau khi khẩu vị của người già giảm đi, nếu 3 bữa chỉ ăn cơm rau đạm bạc thì cơ thể sẽ không đủ calo và các thành phần dinh dưỡng, khả năng miễn dịch cũng theo đó mà suy giảm. Tình trạng không đủ dinh dưỡng khiến cho nguy cơ tử vong của những người mắc bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực tăng cao. Nếu như nguy cơ tử vong của những người đầy đủ dinh dưỡng là 1 thì nguy cơ tử vong của những người thiếu dinh dưỡng sẽ cao gấp 2,5 lần. Vì vậy, Nhật Bản đã từng cảnh báo những người dân của họ rằng nếu cơ thể không được nạp đủ dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài thì nguy cơ tử vong sẽ tăng lên gấp bội, khả năng nhận thức cũng theo đó mà giảm đi. Những người thiếu dinh dưỡng có tình trạng chỉ số BMI dưới 20 thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Kết quả của một hạng mục nghiên cứu đã chứng minh được rằng tỷ lệ mắc bệnh đãng trí của người không ăn thịt cao hơn gấp 1 lần so với những người ăn thịt 2 hoặc 3 lần trên một ngày. Thịt hầm trong vòng 1 tiếng là nguồn dinh dưỡng vô cùng dồi dào. Okinawa, nơi được mệnh danh là vùng đất trường thọ của Nhật Bản, có đặc điểm là những người già ở đây đều có thói quen ăn thịt. Hầu như mỗi ngày họ đều ăn thịt nhưng không hề có bất kỳ một người nào mắc các bệnh về tim mạch. Họ thích ăn thịt nhưng cách họ chế biến thịt lại rất khác với chúng ta. Không phải mỗi bữa đều xào thịt, chiên thịt mà là luộc thịt trong vòng 2-3 tiếng, sau đó cho thêm củ cải và rong biển vào trong nước canh. Tiếp theo là hầm thêm 1 tiếng rồi mới sử dụng. Họ gọi đây là nguồn dinh dưỡng. Bằng cách chế biến này, thịt sẽ được hầm trong một khoảng thời gian dài, do đó hàm lượng chất béo không bão hòa có trong thịt sẽ tăng lên một cách rõ rệt, hàm lượng cholesterol giảm mạnh. Loại thịt này vừa có hàm lượng dinh dưỡng phong phú, vừa không gây nên các bệnh về tim mạch. Đây là một loại thức ăn dinh dưỡng rất tốt, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Tiến sĩ Shibata, Phó Cục trưởng Cục Nghiên cứu Tổng hợp về Sức khỏe Người già ở Tokyo cho biết, trong các loại thịt có chứa hàm lượng axit amin rất phong phú, chúng có thể giúp cho các mạch máu giữ được độ mềm mại, dẻo dai, từ đó tránh được các bệnh như xơ vỡ động mạch và đột quỵ, đồng thời nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể đối với các bệnh truyền nhiễm. Từ đó ta có thể thấy, nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe con người không nằm ở bản thân các loại thức ăn, mà nằm ở chỗ phương pháp xử lý và lượng sử dụng của con người. Việc không ăn các loại thịt không đảm bảo được rằng con người sẽ được trường thọ, mà ngược lại có thể gây nên hậu quả, đó là cơ thể không được cung cấp đủ các chất dinh dưỡng như protein, cuối cùng là đẻ nhanh và dẫn đến tử vong. Vậy nên, mỗi người chúng ta nên có một chế độ ăn uống hợp lý và khoa học, không nên có những tư tưởng sai lệch về việc ăn các loại thịt. Chỉ có ăn các loại thịt và cá một cách khoa học mới khiến con người khỏe mạnh và trường thọ được. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số bí quyết ăn uống giúp cho bạn sống thọ sau 50 tuổi. Bạn hãy chia sẻ video này cho những người bạn của mình để cùng nhau tìm hiểu, nghiên cứu bí quyết để sống thọ nhé. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.